Lạy Chúa, từ mọi nẻo đường của cuộc sống, được Chúa quy tụ, chúng con tìm về nơi đây, mang theo trong lòng những khát vọng tìm kiếm chân lý, tìm kiếm hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho giờ học đầu tiên của chúng con hôm nay, cũng như những giờ học kế tiếp trong suốt khóa học này. Để nhờ ơn soi sáng, hướng dẫn của Chúa, chúng con có thể tiếp thu và hiểu biết những điều mà đối với nhiều người trong chúng con hẳn còn mới mẻ. Chúng con ước mong những giờ học này nhờ ơn Chúa sẽ không qua đi một cách vô ích, nhưng qua đó chúng con tìm thấy được con đường đi đến hạnh phúc đích thực, để chúng con tự do đặt bước chân của mình trên con đường đó với tất cả tình yêu. Chúng con xin kính mời Cha. Này các bạn có bài trong tay chưa? Bài thứ nhất đó. Trước khi vào bài có một hai cái ghi chú nhỏ nhỏ. Các bạn có ghi tập ở trong tay như là bìa vậy, ở ngoài đề là chia sẻ đức tin. Là bởi vì tôi không có gửi đến các bạn tất cả các bài học trong khóa ngay một lúc, mà chúng ta tìm hiểu đến đâu thì mình xem bài tới đó. Anh thử ra nó cứ từng tờ một, sợ nó thất lạc, gửi các bạn cái bìa để các bạn có thể để những bài ở trong cái bìa đó, giữ nó dễ hơn. Thế thì ở trong mỗi một bài, phần cuối cùng á, gọi là tóm tắt á, nó được đặt theo những câu hỏi thưa. Thế thì tôi xin nói ngay, bởi vì một số anh chị em trong chúng ta là người học cao thì mình có thể thấy cái câu hỏi thưa đó mình hơi khó chịu. Lý do có là vì thế này, cái tài liệu này trước hết được biên soạn cho cộng đoàn ở đây thôi, nhưng sau này thì có một số nơi, kể cả ở những nơi xa, cũng muốn mượn cái tài liệu này để tìm hiểu. Và vì ở những nơi xa có nhiều anh chị em bình dân, cho nên tôi đặt những câu hỏi thưa như vậy để mà dễ nhớ, dễ tiếp thu. Thế còn đối với chúng ta thì nó không cần thiết. Một ghi chú nữa, đó là các bạn sẽ thấy hầu hết các bài được sắp xếp theo một thứ tự. Nó đã là một phương pháp, người ta gọi là xem, xét, làm. Phương pháp này là trên khắp thế giới người ta theo. Bên Tây nó gọi là Hoa, Duy Dê, rồi Phe. Bên Mỹ cũng thế thôi. Thế thì được sắp xếp như vậy để biết thì chúng mình cũng làm quen với cái phương pháp đó. Mình cũng nhìn xem cuộc sống, mình suy nghĩ về cuộc sống, rồi mình rút ra một cái gì đó thực tế để thực hiện trong cuộc sống của mình. Được sắp xếp như vậy để cho các bạn dễ theo dõi. Đấy là một vài ghi chú về những bài học sẽ được gửi đến cho các bạn ở trong khóa này. Thế hôm nay, cái đề tài đầu tiên mà tôi mời các bạn chúng ta suy nghĩ với nhau, ta tạm gọi tên của nó là tìm về hạnh phúc. Có ai sống cuộc đời này mà không mong là mình hạnh phúc? Có ai ở trong lớp học này mà chỉ mong là đời mình toàn những đau khổ? Thì tôi nghĩ chắc là không có ai cả. Dù chúng ta sống ở cuộc đời nào cũng thế thôi. Chẳng hạn như các bạn thấy tôi đi tu làm linh mục thì các bạn đừng có nghĩ rằng là đi tu để mà chịu khổ. Không có. Có một vị hồng y trước khi phong chức linh mục cho một thầy đại chúng sinh, ta gọi nôm na cho một anh thanh niên nào đấy, thì ngài hỏi cái câu này: con có tin rằng con làm linh mục là hạnh phúc không? Nếu mà bảo dạ không, con chỉ làm linh mục để vác thánh giá theo chân Chúa thì thôi chắc mời đi về. Bởi vì sống gì nổi? Sống gì nổi khi mà mình không cảm nhận là đời mình hạnh phúc? Đâu có phải có một năm,
mà cả dăm 30 năm cho đến khi chết mà. Cho nên đi tu là người ta chọn để sống hạnh phúc ấy chứ. Và các bạn khi mà các bạn quyết định kết hôn với nhau thì các bạn có đi tìm hạnh phúc không? Phúc quá đấy chứ còn gì nữa. Cứ nhìn cô dâu chú rể ngày đám cưới thì thấy ngay. Còn cái chuyện mà sau đó 5-7 năm thì tôi không dám nói. Nhưng mà cứ nhìn cái ngày cưới thì thấy rõ lắm. Chúng mình đi tìm hạnh phúc. Một nỗi khao khát phổ quát, có nghĩa là của tất cả mọi người, không trừ ai. Và cái nỗi khao khát kiếm tìm hạnh phúc ấy, nó chẳng ở đâu xa, mà nó có mặt trong từng hành động của cuộc sống chúng ta. Từng hành động. Các bạn cứ để ý mà xem. Chẳng hạn như lát nữa học xong nhé, có người thì về nhà ngay, có người thì ghé quán cà phê, có người thì đi chơi với một người bạn nào đấy. Những hành động khác nhau, nhưng tất cả đều là đi tìm một cái gì đó mà đối với mình là niềm vui, đối với mình là hạnh phúc. Trong từng hành động. Các bạn có nghĩ rằng những anh chị mà họ tự tử đó, họ đi tìm hạnh phúc không? Đối với chúng ta thì không thể nghĩ rằng như thế là đi tìm hạnh phúc được. Bây giờ thì hết rồi, chứ còn những năm về trước là nhà nước đánh cho một cái thuế, gọi là thuế, thuế ngu. Tự tử phải đóng thuế, thuế ngu. Ấy thế nhưng mà đối với họ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng mà họ đang bị chìm ngập, thì họ đi tìm hạnh phúc bằng cái chết, một cách tiêu cực. Thôi thì tuyệt vọng rồi, tôi thì không thể chịu đựng được nữa, tôi thì không còn một lối thoát nào khác nữa, thế thì tôi chết, thế là xong. Một thứ hạnh phúc tiêu cực. Cho nên chúng ta đi tìm hạnh phúc chả phải ở đâu xa cả, thế nhưng mà ngay trong từng hành động của đời sống thường ngày. Ai trong chúng ta cũng mong như vậy hết. Thế nhưng mà các bạn có chấp nhận với tôi rằng thực tế đó thì hầu hết trong chúng ta lại cảm nhận rằng đời mình nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nhất là các cô thì khóc nhiều hơn đàn ông chúng tôi. Và đau khổ thì nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc. Phải vậy không? Thế nếu mà ta đặt cái câu hỏi tại sao nó lại như thế? Hôm nào mà ta có một buổi hội thảo nhỉ, để các bạn chia sẻ phát biểu ý kiến của các bạn chắc là hấp dẫn lắm, bởi vì nó sẽ rất là đa dạng. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi nghĩ đến một vài cái lý do xem ra nó có vẻ hơi xa một tí, nhưng mà tôi nghĩ nó lại nằm ở phía bên trong, phía nền tảng. Chúng mình đi tìm hạnh phúc mà mình lại cứ thấy đời nó là bất hạnh. Có thể là vì thế này, mình lẫn lộn giữa phương thế và mục đích. Mình lẫn lộn giữa tương đối và tuyệt đối. Chẳng hạn như bây giờ, trong thời kinh tế thị trường này, ai mà không cảm thấy cần đến tiền? Thế thì đối với các bạn, tiền nó là phương thế hay nó là mục đích? Tiền nó là tương đối hay nó là tuyệt đối? Chắc là các bạn sẽ nói với tôi thì đối với các bạn tiền bạc nó cần thật, nhưng nó chỉ là phương thế thôi, và nó cũng chỉ là tương đối thôi. Thì các bạn nói rất đúng. Ê, thế nhưng mà khổ quá, trong cuộc đời này lại có những người coi tiền như là cứu cánh cuối cùng của cuộc sống. Có tiền thì mua tiên cũng được cơ mà, làm gì cũng được hết. Mà khi đã coi nó là cứu cánh của cuộc sống thì người ta bằng bất cứ cách nào và bất cứ giá nào, người ta cũng tìm
nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Thế rồi vì thế mà quan hệ người với người bị vỡ, ngay cả quan hệ vợ chồng, ngay cả quan hệ cha mẹ con cái, ngay cả quan hệ bạn bè với bạn bè vì đồng tiền mà đổ vỡ. Nó không còn là phương thế, nó đã trở thành mục đích đời sống của mình. Nó không còn là tương đối nữa, mà nó trở thành tuyệt đối, trở thành một ông chủ điều khiển, chi phối, hướng dẫn, suy nghĩ, chọn lựa, hành động của chúng ta. Để rồi đến một lúc nào đó thì người ta mới khám phá ra rằng thực ra nó chỉ là tương đối và chỉ là phương thế. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện Chúa Giêsu kể về một ông nhà giàu. Vào thời Chúa Giêsu đó thì người ta sống trong xã hội nông nghiệp chứ không phải công nghiệp như bây giờ. Và vì thế Ngài lấy hình ảnh của nhà phú hộ là một người có nhiều ruộng đồng lắm. Thế rồi đến mùa gặt đó thì thu thóc lúa về kho, mà được mùa quá sức cho nên là phải xây thêm những cái căn nhà mới để chứa thóc lúa. Và đêm hôm đó thỏa mãn lắm, ông ta nằm trên giường và ông ta hạnh phúc và nói với mình rằng: hỡi linh hồn ta, hãy yên nghỉ, ăn chơi cho nó thoải mái, bởi vì bây giờ thì mình giàu lắm rồi. Thì ngay lúc đấy Chúa phán với ông ta rằng: thằng ngu, ngay hôm nay người ta đòi linh hồn của ngươi thì tất cả của cải để cho ai? Trong Kinh Thánh thấy có kể câu chuyện dụ ngôn như vậy. Nó không tồn tại mãi. Có lẽ vì thế mà có một vị vua ở phương Đông chúng ta này, khi ông ấy chết, ông ấy xin triều đình làm cho ông một cái quan tài đặc biệt. Đó là một cái quan tài kín như mọi người vậy, chỉ khác có mỗi cái này này là nó thừa hai cái lỗ ở hai bên để ông thò hai cái tay ra. Cho nên khi vị vua đó chết đó, thì người ta đặt ông vào cái quan tài mà hai tay ông thò ra ngoài. Để có ý nói cái gì? Có làm đến vua hay là có giàu có đến đâu thì chết thì cũng như thế này thôi. Hai tay trắng thôi, đâu có đem được cái gì đâu. Không đem được cái gì cả. Thực sự chúng mình an táng người chết, thổi kèn đám ma lớn lắm hoặc là tổ chức lớn lắm, người chết có được hưởng gì đâu. Người sống được hưởng, vinh dự là cho người sống, người chết có được hưởng. Đến lúc đó là tất cả chúng ta là bình đẳng với nhau hết. Chủ tịch nước cũng giống như là dân đen thôi à, bình đẳng hết. Cho nên có những cái trong cuộc đời không phải chỉ có tiền bạc, sắc đẹp cũng vậy chứ. Không chừng lại theo thời buổi hôm nay thì nhiều người trong chúng ta coi sắc đẹp như là thần thánh vậy, như là tuyệt đối. Nhưng mà tôi vẫn cứ nói đùa với các bạn trẻ của tôi là có cô nào mà đẹp từ năm 17 cho đến năm 77 đâu. Có phải không ạ? Đấy, Brigitte Bardot đấy, mới có 50 tuổi chụp hình thì coi đã chán rồi. Đâu có đẹp mãi đến 77. Cao quý hơn một tí kể cả tri thức, nó cũng không hẳn là tuyệt đối. Không biết các anh các chị ở đây nghĩ làm sao, kinh nghiệm thế nào? Còn bản thân tôi nhé, tôi chia sẻ kinh nghiệm. Lúc mà hồi nhỏ mình còn đi học, bây giờ gọi là cấp 2, ngày xưa gọi là trung học phổ thông. Thế thì mình nghĩ là đến một ngày nào đó mà ta mà đi thi tú tài, mà ta đậu thì sướng không chịu được. Thế rồi cũng học lên đến năm đệ nhị, đi thi tú tài 1. Học quyết liệt, đi thi đâu ra đấy, đợi chờ cái ngày kéo bảng. Và đến ngày ngày xưa người ta gọi là kéo bảng, đi xem sớm lắm, rõ ràng thấy tên mình ở trên đấy mà lại đậu hạng cao nữa, mà sướng thật. Từ trước này chưa có bao giờ mà sung sướng vậy. Nhưng mà tôi nhớ mãi
đúng có 5 phút thôi, sao thấy nó không bình thường. Lần đầu tiên mình khám phá ra trong cuộc đời là nó không tuyệt đối. Thế rồi tú tài là ai? Thế rồi lên học với lấy cử nhân, đến sau năm 75 trong một cái tình trạng khủng hoảng mà ai cũng sợ đó, bao nhiêu bằng cấp đem một bếp đốt sạch là cho hết thôi. Thời bây giờ người ta ai có bằng cấp trí thức thì lại sợ cái chứ. Đi ngoài đường mà đeo cái kiếng này là coi chừng đấy. Tôi còn nhớ năm 75 sau giải phóng, tôi đi lên Sài Gòn đường Căn Mét, người ta còn bán sách cũ, đi tìm được 2-3 cuốn sách bằng tiếng Pháp. Trên đường về nhà đến ngã tư Phú Nhuận bị công an thổi còi két két. Anh đem cái gì đây? Để đưa cho mấy ông coi. Mấy ông coi xong mấy ông kết luận: sách gì đây? Và sách học ấy mà. Anh là người Việt Nam mà anh lại đọc tiếng Tây. Bây giờ mình nghe có vẻ nó như là chuyện cổ tích ấy. Nhưng mà thực sự đấy là kinh nghiệm bản thân đấy. Thôi mọi chuyện này nó qua đi rồi. Nhưng mà trong cuộc đời mỗi một người nó có cái gì đó nó giúp cho mình khám phá ra. Có những cái nó chỉ là phương thể chứ nó không là cùng đích được. Nó chỉ là tương đối chứ nó không là tuyệt đối. Mà lỗi của mình á, là mình tuyệt đối hóa nó. Mình biến nó thành cứu cánh cuộc sống. Rồi đến khi mình có được rồi, mình mới khám phá ra và mình thất vọng. Chỉ còn mình chấp nhận nó như nó là. Chẳng hạn như bây giờ cô nào đó mà yêu một anh thanh niên mà cuối cùng bị người ta hát hổi nên là buồn quá tự tử. Tôi gặp trường hợp rất nhiều, các bạn trẻ đến với tôi nhiều. Thế bây giờ cứ đặt câu hỏi với người con gái đó coi. Thôi bình tĩnh trở lại, về lấy tờ giấy viết ra đời sống của tôi có những giá trị nào đây. Anh ta là tất cả, vì anh ta mà tôi phải hy sinh như thế này à? Và anh ta là con người thực tế như thế nào, có đáng để cho mình hy sinh không? Cho nên nhiều khi chúng ta đi tìm hạnh phúc thật, nhưng mà hóa ra là cứ bất hạnh. Tôi không nói đến chuyện nhỏ nhỏ thế này thế nọ, nhưng mà xin chia sẻ một cái suy nghĩ mà tôi nghĩ nó nằm ở phía nền, nằm sâu ở bên trong, nó chi phối cách sống hàng ngày của tất cả anh chị em chúng ta. Thế thì ngoài cái lý do này, nó còn có một lý do khác. Cái này nghe có vẻ hơi khó hiểu hơn, nhất là khi các bạn còn ít tuổi. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng đến nỗi khó hiểu lắm đâu. Tức là có những câu hỏi nền tảng trong cuộc sống của con người. Người Pháp người ta gọi là question de l'homme, có nghĩa là anh là con người thì dù anh ở đâu, anh sống trong thời đại nào, trong nền văn hóa nào, nó vẫn là cái câu hỏi của anh. Câu hỏi đó là gì? Thí dụ, tôi từ đâu đến trong cuộc đời này? Mà tôi sống cuộc đời này có ý nghĩa gì? Rồi sau cuộc đời này thì tôi đi đâu? Sau cái chết còn cái gì nữa không? Tổng thống Pháp François Mitterrand, các bạn biết đấy, ông ấy bị một cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng mà bác sĩ giấu, không phải là giấu ông ấy, mà cả bác sĩ và cả ông ấy giấu nhân dân nước Pháp. Cái bệnh đó mà chỉ buông thuốc ra thì trong một ít ngày sau ông sẽ chết. Nhưng mà ông cố gắng, ông làm việc cho hết nhiệm kỳ, trao quyền lại cho Jacques Chirac, một con người can đảm. Và Mitterrand không phải chỉ là một nhà chính trị mà còn là một nhà tư tưởng, suy nghĩ và viết sách khá nhiều. Trong những ngày cuối đời, Mitterrand có nói câu thế này: tôi không sợ chết, nhưng có một điều tôi băn khoăn là tôi không biết đằng sau cái chết nó là cái gì. Question de l'homme, câu hỏi của con người. Chúng mình còn trẻ, chúng mình chưa đặt ra đâu.
Nhưng mà đôi lúc chẳng hạn có một người bạn rất thân của mình chết, chết bất ngờ, chết tức tưởi, chết trẻ lắm. Câu hỏi đó có thể dội lên trong lòng chúng ta. Nên là mỗi khi mà mình hát cái bài của Trịnh Công Sơn, bao nhiêu năm rồi mà vẫn ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, rọi sáng trăm năm một cõi đi về, cũng là những câu hỏi suy tư về cuộc sống. Có lần ở trên truyền hình tôi coi, tôi thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ là anh ấy đi ra ngoài Huế hay là đâu đó, vào một quán hát karaoke, thấy một cô con gái đang hát cái bài đó, bài của mình, Một Cõi Đi Về. Mà cô ấy là ở nhà quê cô ấy ra. Cái nhạc sĩ mới hỏi và thấy cô hát cái bài này cô có hiểu gì không? Và dạ chả hiểu gì cả. Mà không hiểu sao hát. Và dạ em không hiểu, nhưng mà em hát thì em thấy người nó cứ nổi gai ốc. À, Trịnh Công Sơn đấy làm thích thú lắm. Bởi vì như vậy đó, là cái ngôn ngữ âm nhạc của mình có thể truyền tải không phải chỉ là tư tưởng mà là chính cái dòng nhạc. Nó làm thức giấc tâm hồn của con người thành công. Nhưng mà khi anh ấy đặt cho người con gái đó câu hỏi là cô hát bài này mà cô có hiểu gì không, thì điều đó có nghĩa là anh ấy đã đưa vào trong bài hát nhiều suy tư của mình về cuộc sống. Có những câu hỏi rất nền tảng các bạn. Và chúng ta đối diện với những câu hỏi đó, tự nhiên cái mà các bạn làm quen từ từ với từ ngữ này nhé, chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó mang tính chất một huyền nhiệm. Một huyền nhiệm. Mình không có một lời giải đáp thỏa đáng, mà nó bắt mình phải suy nghĩ. Tôi lấy một ví dụ. Một nhà tư tưởng kể lại kinh nghiệm bản thân của ông. Trong thời đệ nhị thế chiến, khi mà Đức Quốc xã thắng thế, họ bắt rất nhiều sĩ quan ở bên Pháp nhốt vào trong trại giam. Thế thì ông này cũng bị nhốt chung như thế, ở trong một cái căn phòng có lẽ nó bằng nửa hội trường của chúng ta hay là bằng một phần tư thôi, mà nó nhét mấy chục con người vào đấy cả ngày lẫn đêm, ở ngày này qua ngày khác, chán không chịu được. Lúc đó mình mới thấm thía được cái ý nghĩa lao động là vinh quang, ngồi không là chết. Thế thì lúc đấy có một người mới đưa ra đề nghị này: bây giờ mỗi một người trong phòng thử tưởng tượng xem là ngày xưa cha mẹ mình lúc còn trẻ đó, làm sao mà lại quen nhau, rồi thì yêu nhau, rồi thì lấy nhau, rồi thì đẻ ra mình. Bây giờ cho 5 phút mỗi người trong lớp thử tưởng tượng thôi. Xong rồi đứng lên kể thử cái chuyện nó làm sao. Chuyện tình của cha mẹ tôi. Ấy thế ở trong lớp đó, ở trong cái phòng đó là mấy chục anh là ngồi tưởng tượng, xong rồi mỗi một người kể lại cái chuyện mà mình tưởng tượng ra. Cứ mỗi người một chuyện 5 phút thì 30 anh là được bao nhiêu? 150 phút. Giải trí hơn 2 tiếng rồi. Tốt rồi. Thế nhưng mà cuối cùng á, nhà tư tưởng đó ông ấy viết lại, ông ấy khám phá ra một điều này. Tức là đại khái ai thì cũng đứng lên kể chuyện là ngày xưa ba tôi trẻ, đẹp trai lắm. Thế rồi đi làm rồi, một ngày kia lên xe buýt thì gặp một cô ấy tay xách nách mang. Thế rồi mới giúp đỡ cô ấy, thế là hai người có tình cảm với nhau, rồi hẹn hò nhau, rồi thì lấy nhau rồi thì đẻ ra tao. Anh khác thì cũng lại tưởng tượng ở ngày xưa là má đẹp lắm, đặc biệt lọn tóc vàng, ngày ngày ra quét sân, rồi cái anh hàng xóm thì cứ đứng ngấm nghe, rồi hai người đá mắt với nhau, rồi cuối cùng yêu nhau thì lấy nhau thì đẻ ra tao. Kết luận nó như vậy. Thế ông này ông mới rút ra được câu chuyện nào thì cũng đại khái cô ấy đẹp lắm,
tóc vàng, mắt xanh, răng khểnh, hoặc là một cái gì khác. Cái đẹp đó nó thu hút một anh thanh niên, rồi yêu nhau, rồi lấy nhau, rồi đẻ ra mình. Như vậy, hóa ra cái cuộc đời con người của mình, bao nhiêu là hạnh phúc và đau khổ, bao nhiêu là thăng trầm, bao nhiêu là biến cố, nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái răng khểnh của một người con gái. Một câu hỏi quyết liệt. Cuộc đời của tôi là như vậy đó hả? Cuộc đời của tôi được bắt nguồn từ một cái răng khểnh đó hả? Được bắt nguồn từ một cái lọn tóc vàng đó hả? Sao nó phi lý vậy? Sao nó vô nghĩa vậy? Từ đó mới khám phá ra có một huyền nhiệm lớn hơn cái răng khểnh này. Một huyền nhiệm bao bọc cuộc đời của mình. Mà từ đó mình bước vào trong cuộc đời này. Thế cho nên khi chúng ta đối diện với câu hỏi tôi từ đâu đến, tôi sống trong cuộc đời này có ý nghĩa gì, mục đích gì, và sau cuộc đời này còn gì không? Sau cái chết còn gì không? Câu hỏi đó quyết định. Nó làm nên ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Thế thì chính trong cái bối cảnh như vậy đó, bối cảnh mà con người ta đi tìm hạnh phúc, nhưng đồng thời luôn luôn có những câu hỏi nền tảng, thì lúc đấy nó mới xuất hiện vai trò của tôn giáo. Người ta có thể đi tìm lời giải đáp ở trong khoa học, trong nghệ thuật, triết học nhiều lắm các bạn. Đặc biệt là thời đại chúng ta thì người ta hay nói đến khoa học. Và có một thời người ta nghĩ rằng khoa học sẽ giải quyết được tất cả mọi sự. Ai trong lớp này mà có dịp nghiên cứu triết học một tí thì chắc là sẽ biết một nhân vật tên là Auguste Comte. Ở thế kỷ thứ 18, 19 gì đó, ông đã đưa ra cái định luật gọi là tam trạng. Tiên báo là trong tương lai gần đây là tôn giáo sẽ biến mất toàn và thay thế cho tôn giáo sẽ là khoa học. Khoa học giải quyết mọi sự. Thế nhưng mà rất tiếc là đến ngày hôm nay thì không phải là như thế. Tôi tình cờ mới tuần vừa rồi đọc cái tờ Newsweek này đây. Thực sự chuyện này thì chẳng có gì lạ cả. Nhưng mà trước kia thì người ta viết ở trong những cuốn sách nghiên cứu thôi. Còn bây giờ nó trở thành những cái bài có tính phổ biến quần chúng. Ai có đọc Newsweek số mới á, trong đó có cái bài Science finds God. Khoa học kiếm tìm Thiên Chúa. Khoa học kiếm tìm Thiên Chúa chứ không phải là chống lại tôn giáo. Càng ngày càng có nhiều nhà khoa học ở trên thế giới, người ta sống niềm tin tôn giáo. Ở trong này người ta ghi lại một số chặng đường chính. Có cả Albert Einstein, cha của thuyết tương đối, và nhắc lại cả cái câu nói của ông ấy vào cuối đời. Ông ấy bảo rằng tôn giáo mà không có khoa học á, thì mù, mà khoa học không có tôn giáo thì què. Câu nói khá nổi tiếng của Einstein. Ngày hôm nay người ta không nghĩ như vậy. Người ta không nghĩ là khoa học thay thế tôn giáo, khoa học hủy diệt tôn giáo. Ngày xưa thì người ta nghĩ thế. Người ta nghĩ rằng khoa học mà càng phát triển đến đâu thì lãnh địa của Thượng Đế càng lùi dần đến đấy. Ngày hôm nay thì ngược lại. Người ta càng khám phá vũ trụ này bao nhiêu, người ta lại càng thấy mình dốt bấy nhiêu. Và những điều mà mình không biết thì nó mênh mông vô cùng so với những gì mà mình biết. Người ta mất đi sự kiêu ngạo thuở ban đầu khi đối diện với thực tế.
chúng ta vẫn rất cần khoa học. Thế nhưng mà nó không phải là tất cả. Và trên bình diện triết học thì người ta sẽ nói với các bạn rằng là khoa học và tôn giáo nó có hai lĩnh vực khác nhau. Khoa học nó trả lời cho câu hỏi như thế nào, và tôn giáo trả lời cho câu hỏi tại sao. Hai lĩnh vực khác nhau. Ở tự khoa học nó chẳng chứng minh được rằng là có Thượng Đế hoặc là không có Thượng Đế. Lúc nào tôi sẽ nói với các bạn về chuyện đó sau. Đây tiện này gợi lên. Ấy chính trong cái bối cảnh con người đi tìm hạnh phúc mà con người đối diện với những câu hỏi rất sâu về cuộc sống đó, thì tôn giáo xuất hiện. Ở trong tờ giấy tôi gửi cho các bạn, tôi có lấy thống kê của Bách Khoa Tự Điển. Trong đó không chỉ nói đến Công giáo đâu, còn Tin Lành này, Chính thống này, một tôn giáo nữa càng ngày càng mạnh nhé, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Bất Khả Chi. Bất Khả Chi là cái gì nhỉ? Bất Khả Chi có nghĩa không phải là vô thần, nhưng mà họ chủ trương rằng tôi không biết, tôi không thể biết được. Những cái chuyện vô hình tôi không thấy, tôi không thể biết được. Ta gọi là bất khả chi. Đấy, khi các bạn nhìn vào bảng thống kê của Bộ Bách Khoa Tự Điển cung cấp đó, thì các bạn sẽ thấy là con số mà vô thần thực sự đó không nhiều đâu. Có lẽ nhiều hơn đó là những người chủ trương bất khả chi. Nhưng đang khi đó, những người có niềm tin tôn giáo thì nhiều lắm. Chẳng hạn như là người ta dự báo cho năm 2000 sắp tới đó, thì số người Công giáo đó là trên 1 tỷ rồi. Rồi số người Hồi giáo cũng vậy, trên 1 tỷ rồi. Chưa kể những tôn giáo khác. Hôm nay tôi chưa nói gì với các bạn về Công giáo cả. Mà tôi nói tôn giáo nói chung. Tôn giáo nào cũng vậy hết. Xuất hiện với mục đích là để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Các bạn sẽ nói với tôi, trời ơi, sao mà thấy tôn giáo đánh nhau lung tung cả. Đúng rồi. Các bạn có thể nhắc lại với tôi những cuộc chiến thập tự quân của thời Trung Cổ. Các bạn có thể nhắc với tôi về những lực lượng vũ trang của Hồi giáo ngày hôm nay. Hoặc là các bạn nhắc cho tôi biết ở Ireland đang có chuyện Công giáo và Tin Lành đánh nhau. Nhưng xin đừng quên cái điều này. Ở tự bản chất tôn giáo không là như thế. Chỉ có khi nào mà tôn giáo nó bị chính trị thúc đẩy ở phía đằng sau, người ta dùng nó để làm cái bộ mặt thôi. Ta thúc đẩy phía đằng sau là kinh tế, là chính trị. Cho nên trong lịch sử của chúng ta thì có ánh sáng pha lẫn với bóng tối. Nhưng mà tự bản chất của tôn giáo đó là xuất hiện với mục đích là phục vụ hạnh phúc của con người. Đi tìm câu trả lời cho những vấn nạn có tính nền tảng nhất trong cuộc sống của con người. Bởi vì những câu trả lời đấy nó sẽ định hướng. Chẳng hạn như bây giờ tôi trả lời được cái câu hỏi là mục đích đời sống tôi là gì, thì cuộc sống của tôi sẽ có một hướng đi tùy vào đấy. Tương tự như là một lát nữa học xong, các bạn bảo là mục đích của tôi là về nhà, thế thì tự nhiên sẽ có một con đường nối từ nhà thờ Đức Bà về đến nhà các bạn. Còn nếu mà các bạn bảo rằng học xong cái là đi ăn cháo vịt Thanh Đa, thế thì nó lại có một con đường từ nhà thờ Đức Bà sang Thanh Đa. Nó tùy vào cái đích mình đi tới, nó hình thành một con đường. Thế thì cũng vậy, khi ta trả lời cái câu hỏi rất lớn, mục đích đời ta là gì, thì nó hình thành một con đường, và mình đi trong cuộc sống này, đi trên con đường đó, để nó dẫn tới mục đích mà mình chọn, mà mình nhận diện được. Tôn giáo xuất hiện trong bối cảnh là muốn phục vụ hạnh phúc của con người như thế. Và
Công giáo cũng vậy thôi. Thế cho nên các bạn đến đây để mà tìm hiểu về đạo và về giáo hội Công giáo đó, tôi mong là các bạn có một cái tâm tình nó thoải mái, coi như đây là một người bạn đồng hành giới thiệu với mình một nẻo đường. Đạo là như vậy mà, đạo là đường, giới thiệu với mình một nẻo đường. Còn cái chuyện các bạn chấp nhận hay không, cái đó là tùy tự do của mỗi chúng ta. Nhưng mà đây như là có một người đồng hành với mình, giới thiệu về một nẻo đường đi tìm hạnh phúc, đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Mình nuôi một cái cảm giác thoải mái như vậy, chứ đừng có mang cái ý nghĩ gò bó là nào là phải luật này với lại luật nọ, rồi giữ hết cái này rồi đến cái kia. Những chuyện luật lệ đó nó đến sau. Một khi mà chúng ta khám phá được ý nghĩa thì luật lệ tự nó tới. Cũng giống như là hai người mà người ta yêu nhau, người ta dẫn nhau vào nhà thờ làm phép cưới rồi, hoặc là chả cần dẫn nhau vào nhà thờ, dẫn nhau vào nhà chùa cũng được, làm phép cưới rồi, thế thì tự nhiên là người ta trung tín với nhau thôi à, người ta gắn bó với nhau thôi à, đúng không? Trong cái tuần trăng mật xét đánh cũng chả giết ra được, chứ đừng có nói chuyện ai mà giết ra được, tự nhiên thế à. Cái mà chúng mình gọi là luật với lệ đó, trung tín trung thủy đó, nó từ đâu? Nó phát sinh từ tình yêu. Nếu mà mình tách nó ra khỏi tình yêu, cái tự nhiên mình thấy nó nặng nề. Chứ còn khi mình nhìn nó như là cái dòng chảy tự nhiên của tình yêu, đâu có vấn đề gì đâu. Thành thử ra tôi mong là các bạn đừng có nghĩ nuôi cảm giác nặng nề, mà trái lại nó rất là thoải mái thôi. Mình tìm hiểu rồi mình tự do trọng lượng. Thế nhân tiện đây tôi cũng xin các bạn để làm quen với một vài từ ngữ. Xin phân biệt một số từ thế này: Thiên Chúa, người ta gọi là Đạo Thiên Chúa. Đang khi các bạn đến đây thì cứ nghe tôi nói là Công giáo. Từ Đạo Thiên Chúa là từ phổ biến từ năm 1975 đến nay để nói về đạo Công giáo. Nhưng mà thực sự theo tôi ấy, cái từ đó không chỉnh. Bởi sao vậy? Nếu mà nói Đạo Thiên Chúa, hàm nghĩa có nghĩa là đạo của những người họ tin vào Thiên Chúa. Thế tôi hỏi các bạn, chứ những người Hồi giáo có tin Thiên Chúa không? Có không? Có chứ, người ta gọi tên khác thế chứ. Thế những người tin lành người ta có tin Thiên Chúa không? Có chứ sao không? Cho nên gọi như thế đâu có phân biệt được gì. Mà lạ cái là chúng tôi đã góp ý rồi, nhưng mà phía nhà nước chưa đổi. Chắc quen quá này. Hay là kỵ cái từ Công giáo này. Nghe cái chữ công này nó có vẻ công cộng quá. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Công giáo ở đây có nghĩa là phổ quát. Một tôn giáo dành cho tất cả mọi người, không trừ ai, ai muốn vào cũng được. Ngày xưa Do Thái giáo đó là một tôn giáo của một dân tộc. Còn Công giáo, một tôn giáo dành cho tất cả mọi người, chả trừ ai. Bất kể quốc tịch, ngôn ngữ, tuổi tác làm sao, cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn thì các bạn quen với từ là Đạo Thiên Chúa, nhưng mà xin làm quen thêm với từ này, tôi nghĩ nó chính xác hơn. Thế rồi các bạn nghe đến Tin Lành, các bạn nghe đến Chính Thống, rồi khi công nương Diana qua đời, các bạn lại nghe nói đến Thánh Giáo hả? Ví dụ vậy. Nó phân biệt là sao? Có khác nhau không? Mà có giống nhau không? Rồi các bạn lại nghe nói đến Kitô giáo hay là Đạo Kitô. Có một cái điều lạ là chuyện như thế này mà có một số người Công giáo cũng chẳng nắm được.
Thế bây giờ rất là dễ thôi. Ta hãy tưởng tượng một vòng tròn. Tôi thì vốn vẽ dốt cho nên chẳng được tròn ra lắm đâu. Rồi tưởng tượng một vòng tròn. Tất cả cái vòng tròn là Kitô giáo nhé. Tức là chỉ có một giáo hội Kitô do Chúa Kitô thiết lập. Chúng ta học sau. Nhưng trong lịch sử từ thế kỷ thứ nhất cho đến hôm nay, nó đã có những cuộc phân chia, người ta gọi là ly khai. Ví dụ, ở thế kỷ thứ 10, có một cuộc ly khai của những người theo đạo chính thống. Ngày xưa khi ta còn hay xem phim của Liên Xô cũ đó, là ta hay gặp những người theo chính thống giáo. Ngày hôm nay thỉnh thoảng chiếu lại thì mình cũng vẫn thấy. Thế rồi đến thế kỷ thứ 16, lại thêm một cuộc ly khai nữa. Ở đây là Tin Lành. Đây là chính thống. Rồi sau đó sang thế kỷ thứ 17, cái này chính là nó nhỏ lắm, Anh giáo. Người ta hay gọi là giáo hội của nước Anh, The Church of England. Lý do là bởi vì nó giới hạn là trong nước Anh thôi à. Ông vua Henry đệ bát, bởi vì ông ấy bất mãn với lại tòa thánh Vatican trong cái việc là không cho phép ông ấy ly dị để ông ấy kết hôn với một người vợ thứ hai với hy vọng là có đứa con nối dõi tông đường, cho nên ông ấy đã thiết lập cái giáo hội Anh giáo. Và chính vì thế mà cho tới hôm nay nữ hoàng của nước Anh vẫn cứ là người tối cao đối với giáo hội. Nhưng mà trong lịch sử thì đế quốc Anh đã có một thời họ lan rộng ra trên nhiều miền đất của thế giới. Như người ta nói, mặt trời không bao giờ tắt trên đế quốc Anh. Chính vì thế mà cái giáo hội Anh giáo này nó có thể nó lan ra tới Úc này, Singapore có này, Ấn Độ có. Nhưng mà khi tình trạng thuộc địa chấm dứt thì cái giáo hội nó bị thu hẹp lại, càng ngày càng thu hẹp lại. Cái khối mà còn ở lại đây đó, ta gọi là Công giáo đây này. Thế như vậy tôi hỏi các bạn nhé, tất cả những giáo hội mà nằm ở trong vòng tròn đó, có phải là đạo Kitô không? Phải không? Tất cả những giáo hội mà nằm ở trong vòng tròn này, có phải là đạo Kitô không? Chắc chắn rồi. Và tất cả những người dù ở trong giáo hội Công giáo, giáo hội Anh giáo, giáo hội Tin Lành, giáo hội chính thống, tất cả những người đó có được gọi là Kitô hữu không? Có không? Đương nhiên. Đương nhiên rồi. Bởi vì tất cả họ đều tin vào Chúa Kitô. Thế chúng ta làm quen với một từ ngữ, một vài từ ngữ nó liên quan đến Công giáo. Và khi mà mình đọc sách đó, mình không cảm thấy nó bỡ ngỡ. Hoặc là khi nghe người ta nói, nhiều khi vào nhà thờ các bạn thấy các linh mục lúc thì bảo là Kitô hữu, lúc thì bảo là Công giáo, nghe chả ra làm sao cả. Thế lúc thì lại bảo là đạo Kitô, nghe chẳng hiểu được. Bây giờ mình làm quen với những từ ngữ này thì mình thấy có vấn đề gì. Tất cả những người ở trong giáo hội Công giáo, chính thống, Tin Lành, Anh giáo gì đó đều là những người tin vào Chúa Kitô, đều là những Kitô hữu. Nhưng mà trong dòng lịch sử đã có những cuộc ly khai và có những cuộc phân chia khiến cho có sự khác biệt như thế. Hôm nay có bạn nào
Tôi nói ngay nhé, trong những lớp học của chúng ta, sau mỗi giờ lớp, bạn nào có thắc mắc cứ việc đặt vấn đề thoải mái. Và nếu mà cảm thấy là hơi ngại đó, thì có thể viết vào một tờ giấy nhỏ, truyền cho tôi hoặc là truyền cho mấy anh chị ở trong nhóm phục vụ đó. Thì tôi biết, thì tôi sẽ giải thích trong phạm vi có thể của mình. Còn cái nào mà không giải thích được thì về nhà thì tìm thêm, rồi sẽ giải thích sau. À, làm sao mà để cho các bạn không phải có cái gì nó tơ vương trong lòng, mình cảm thấy không hiểu hoặc là không lĩnh hội được hoặc là không chấp nhận được. Đừng giữ nó trong lòng làm gì, mình cứ việc đặt vấn đề để chúng ta chia sẻ thêm với nhau. Có lẽ hôm nay như thế là đủ rồi, 7 giờ rồi. Ở dưới các anh chị phục vụ có phải căn dặn gì thêm không? À, một người bạn của chúng ta hỏi là trong cái vòng tròn này có Hồi giáo không? Dạ thưa không. Hồi giáo nó nằm ở ngoài nhé. Ở trong vòng tròn này chỉ là những giáo hội tin vào Chúa Kitô, Chúa Giêsu đó. Dần dần chúng ta học thì sẽ làm quen với tên gọi của Ngài hơn. Chỉ là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Còn Hồi giáo là một tôn giáo ở ngoài, cũng giống như Phật giáo không nằm ở đây, cũng giống như Ấn giáo không nằm ở đây. À, mời em. Thấy nhiều khi con đi con thấy có những cái nhà thờ để là Cơ Đốc giáo hay là Cơ Đốc Phục Lâm, là thí dụ như ở ngã tư Phú Nhuận phải không? Cái từ Cơ Đốc giáo đó là cách dịch của người Tin Lành, từ mà người Công giáo dịch là Kitô giáo. Kitô giáo thì ở bên kia đó, người ta dịch là Cơ Đốc giáo. Cách dịch khác nhau, nhưng mà trong tiếng Pháp thì nó là như thế này, nó là một thôi. Hoặc là trong tiếng Anh thì nó cũng vậy thôi, nó là một. Christianism hay là Christianity? Thế thì người Công giáo ở Việt Nam dịch là Kitô giáo. Thế còn người Tin Lành dịch là Cơ Đốc giáo. Còn Cơ Đốc Phục Lâm nó lại là một nhánh ở trong Tin Lành. Bởi vì Tin Lành người ta có nhiều nhánh lắm. Các bạn sẽ nghe nói đến giáo hội Trưởng Lão này, giáo hội Baptist này, giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm này, giáo hội Jehovah này, có nhiều nhánh. Được chưa? Còn gì nữa nhỉ? Mời anh. Anh bạn của chúng ta đặt câu hỏi là đạo Kitô này là bắt nguồn từ Do Thái. À, không cơ. Thế nhưng mà sau này đó thì nó lại không có thấy ở Do Thái nữa. Thế thì lý do lịch sử là làm sao? Tóm tắt là như vậy. Có lẽ rồi chúng ta sẽ có bài học nó liên quan đến vấn đề này rõ hơn. Nhưng mà ngay bây giờ thì tôi cũng xin giải thích một tí. Do Thái này, Chúa Giêsu của mình là người Do Thái, sinh ra trên mảnh đất Do Thái và cũng chết trên mảnh đất Do Thái. Thế thì ở tại Do Thái này có một tôn giáo riêng của dân tộc người ta, ta tạm gọi là Do Thái giáo, đạo Do Thái. Và khi Chúa Giêsu đến thì Ngài vẫn sống ở trong truyền thống của tôn giáo Do Thái. Nhưng mà rồi dần dần khi Ngài đi rao giảng, thì Ngài rao giảng không phải là một tôn giáo mới, mà là Ngài rao giảng tin mừng về một vị Thiên Chúa không như người ta nghĩ. Sau này về thì chúng ta sẽ đào sâu thêm nhé. Để tôi nói những nét rất là tổng quát. Và từ cái chỗ đó thì nó hình thành một tôn giáo khác chúng ta gọi là Kitô
Tô giáo. Nếu Do Thái giáo đó nó chỉ có thu gọn lại trong một dân tộc Do Thái thì đạo Kitô đó là mở ra cho mọi dân tộc. Thế bây giờ anh hỏi tôi là vậy thì tại làm sao mà đạo đó nó bắt nguồn từ Do Thái mà đến ngày hôm nay thì nó lại không âm hưởng nhiều ở Do Thái mà nó lại lan ra ở những nơi khác? Nó có một lý do lịch sử thế này. Khi chúng ta đọc lại lịch sử thế giới thì các bạn sẽ thấy là Do Thái lúc bấy giờ nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Người Roma đặt một viên tổng trấn trên đất nước Do Thái để điều hành dân Do Thái. Và đến năm 70 đó, bởi vì người Do Thái đứng lên chống lại đế quốc Roma, cho nên đế quốc đó xua quân đến chiếm đóng thành Jerusalem là thủ đô của Do Thái, phá tan bình điện và đồng thời bắt người Do Thái đi lưu đày. Họ trở thành một dân tộc không có quê hương suốt 20 thế kỷ, cho mãi đến khi sau đệ nhị thế chiến thì người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới mới bắt đầu tìm cách trở về cái mảnh đất ngày xưa của họ. Trên mảnh đất đó đã có dân Palestine sống. Chính vì thế nó nảy sinh cuộc xung đột giữa Palestine và Do Thái ngày hôm nay. Mình theo dõi ở trên TV hàng ngày Palestine và Do Thái. Một dân tộc không có quê hương suốt 19-20 thế kỷ như vậy. Thế thì lúc đấy khi mà Do Thái họ bị đế quốc Roma phá tan bình địa và đem đi lưu đày, thì có những Kitô hữu, những người tin vào Chúa Kitô là người Do Thái chứ. Đây là 12 ông tông đồ đây này. Dân Do Thái không à? Dân Do Thái không à? Thế thì lúc đấy họ mới chạy đi sang Roma. Roma là thủ phủ của đế quốc Roma. Và chính vì vậy mà Roma bắt đầu trở thành trung tâm của tôn giáo này. Đúng hơn là 3 thế kỷ bị bắt bớ, bị bách hại. Nhưng mà sau 3 thế kỷ đó, chấm dứt cơn bắt bớ và bách hại, thì cái đạo Kitô này nó phát triển rất nhanh và rất mạnh ở Roma, trung tâm của đế quốc. Và cho tới ngày hôm nay các bạn vẫn thấy trung tâm của giáo hội công giáo là nằm ở Roma. Đấy, lý do lịch sử nó là như thế. Chứ còn thì đúng thật, Chúa Giêsu là người Do Thái. Và những môn đệ đầu tiên của Ngài cũng là người Do Thái. Nhưng mà rồi sau này nó sang Roma. Và từ Roma thì nó lan đi khắp thế giới. Anh có thấy thỏa mãn thế nào? Còn nữa không các bạn hả? Khác chứ. Về mặt chả cái chuyện này mà nói cho nó đến nơi đến chốn là dài lắm á. Nhưng mà các bạn đặt vấn đề rất là tốt. Rồi từ từ rồi chúng ta sẽ có dịp để trình bày nó rõ hơn. Ở mỗi một giáo hội đều có những điểm khác nhau nhé. Đều có những điểm khác nhau. Có những điểm khác nhau về mặt nền tảng. Ví dụ, anh em Tin Lành, người ta không chấp nhận cái chuyện người Công giáo mà cứ mỗi chủ nhật đến nhà thờ làm lễ đâu. Người ta không chấp nhận đâu. Ông bên Anh giáo thì ông lại làm. Mà ông Tin Lành thì ông không làm. Hay là chẳng hạn rồi sau này các bạn học đến cái phần gọi là bí tích á, thì ở bên Công giáo nói là có tới 7 bí tích. Ông Tin Lành cũng không chấp nhận đâu. Nhưng mà những chuyện nó nghe nó có vẻ trừu tượng quá nhỉ. Có một cái nó cụ thể thế này. Những người Tin Lành chính thống Anh giáo không nhìn nhận vị giáo hoàng của Công giáo là đại diện. Họ không nhìn nhận. Và nếu các bạn quan sát và đời sống giáo hội, cụ thể là những người có trách nhiệm lãnh đạo đó, thì các bạn sẽ thấy là ở bên Tin Lành các mục sư có gia đình, còn các linh mục Công giáo thì độc thân. Ở bên chính thống đó, các linh mục cũng có gia đình. Nhưng mà thế này, muốn lấy vợ đó thì trước khi chịu chức linh mục lấy trước đi.
Còn khi mà đã chịu chức linh mục xong là cấm lấy. Cho nên nếu mà vợ mất thì thôi ở vậy. Cho nên ở bên Roma đó, những ông chính thống mà ông đi học thần học đó, đến khi mà năm thứ tư rồi gần hết chương trình thần học rồi, ông lo ông về nhà ông lấy vợ, ông sang học tiếp. Bởi vì học hết xong đó, thì chịu chức linh mục mà. Bên Công giáo thì không, cho đến bây giờ. Ê, ta nhìn thoáng thoáng một số cái khác biệt như vậy. Chứ còn nếu mà đào sâu vào bên trong thì câu hỏi của anh hay lắm, nhưng mà nó cần phải có thời gian để có thể thấy rõ hơn. À, người bạn của chúng ta tiếp tục về đạo Hồi hỏi rằng thì là tại sao đạo Hồi cũng thờ Chúa mà lại không có nằm ở đây? À, rồi dĩ nhiên rồi. Nếu bây giờ em hỏi là anh có tin Chúa không? Chị có tin Chúa không? Tin Chúa không? Nhiều người tin lắm. Nhiều người tin lắm, tôi bảo đảm như vậy. Nhưng bây giờ nếu em hỏi thêm một câu nữa, thế thì đối với bạn, Chúa là ai? Câu trả lời khác nhau lắm. Câu trả lời khác nhau lắm. Tương tự như vậy thôi. Ta lấy một thí dụ nhé, tôi vẫn nói đùa với các bạn của tôi. Nhưng mà thực sự là nó có ở trong báo. Báo Xuân đó, người ta kể là có một bà kia, bà ấy lên chùa hay là đền gì đó, bà ấy cầu xin Thượng Đế hay Thần Thánh, mà xin làm sao? Xin cho con đi đông thì lọt đông, mà đi tây là lọt tây. Xin cho cái tụi công an thuế vụ chúng nó có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Cầu nguyện hay vậy. Thế bây giờ bà ấy có tin Chúa không? Có chứ, tin đấy. Nhưng mà Chúa của bà ấy là ai? Chúa của bà ấy là một cái ông nào giúp cho bà ấy buôn lậu cho nó ngon. Cho nên hỏi là có tin Chúa không thì tin lắm. Nhưng mà Chúa là ai? Rất khác. Thế thì đối với anh em Hồi giáo, người ta cũng quý Đức Giê-xu, nhưng mà người ta tin vào một vị tiên tri mà tên gọi của Ngài là, nhiều bạn ở đây biết lắm, tên gọi của Ngài là Mahomet. Và vị tiên tri này dạy cho người ta biết về một đấng Thiên Chúa mà người ta gọi là Allah. Cho nên tin Chúa chứ, nhưng mà không phải Thiên Chúa mà Đức Giê-xu nói với chúng ta, mà là vị Thiên Chúa mà tiên tri Mahomet rao giảng. Cho nên giáo lý cũng có nhiều điểm khác nhau. Một cách cụ thể nhất á, là những người đàn ông đạo Hồi cho tới bây giờ đây này, người ta có thể lấy mấy vợ, 3-4 bà thoải mái này, cho tới bây giờ. Mà trong lịch sử là hình như là Đức Mahomet là Ngài cũng khá khá đấy. Tôi thì không có đọc trực tiếp, nhưng mà tôi có cái kinh Quran của anh em Hồi giáo. Nhưng mà bận quá thì chưa bao giờ đọc trực tiếp. Nhưng mà nghe nói một cách đại khái đó thì là người có thể là người bình dân thôi. Người ta còn tin tưởng rằng là ở lên thiên đàng đó thì là một người đàn ông sẽ được cưới những 7 bà. Mà toàn là hoa hậu. Thì không biết là Chúa dựng làm sao cho nó kịp. Thế nhưng mà đại khái vậy đó. Tức là tin Chúa thì vẫn tin, nhưng mà không phải là vị Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu rao giảng, mà là tiên tri Mahomet rao giảng. Thôi nhỉ, chúng ta chấm dứt ở đây nhỉ. Lạy Chúa, dù muốn hay không, dù cuộc đời của chúng con thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, thì chúng con cũng đã có mặt trong cuộc đời này. Có những lúc chúng con đạt đến đỉnh cao của danh vọng, quyền lực, tiền bạc, nhưng chúng con không sao tránh khỏi những khoảnh khắc trống trải của tâm hồn. Và trong những lần chúng con trải qua những giờ phút tuyệt vọng, khổ đau,
lòng chúng con chợt vang lên câu hỏi: tôi sống ở đời này để làm gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì đối với tôi? Có phải chết là hết không? Hay là còn có một điều gì đó thiêng liêng bất tử? Vâng, lạy Chúa. Chính Chúa đã kêu gọi chúng con đi vào cuộc đời này từ cõi hư vô. Và Chúa không ngừng mời gọi chúng con vượt qua những giới hạn của trần gian để vươn lên tuyệt đối, vĩnh cửu, vô biên. Vì thế, lòng chúng con cứ mãi khắc khoải cho đến khi nào tìm gặp được Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con có thể gặp gỡ Ngài, là đấng vì yêu thương đã cho chúng con hiện hữu, để nhờ đó cuộc đời của chúng con sẽ mang một ý nghĩa mới, có một niềm vui đích thực và một hạnh phúc viên mãn.